biển người Triều Tiên phản đối Mỹ tại Bình Nhưỡng. Hôm 24 tháng 9, hàng chục nghìn người Triều Tiên đã kéo về thủ đô Bình Nhưỡng để hô vang khẩu hiệu chống nước Mỹ. Đây được coi là hành động phản đối mới nhất của người dân nước này trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Quốc. Có mặt tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng, hàng chục nghìn người Triều Tiên cùng hô vang khẩu hiệu thể hiện lòng trung thành với đất nước và sự căm thù nước Mỹ đám đông tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành lắng nghe bài phát biểu của quan chức Triều Tiên nhắm tới nước Mỹ và Tổng thống Donald Trump. Tham dự buổi tuần hành còn có rất đông quân nhân Triều Tiên. Bên cạnh đó là những công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và cư dân thủ đô. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA. Người biểu tình mang theo biểu ngữ với dòng chữ, dứt khoát, trả thù và cái chết cho đế quốc Mỹ. Nhiều quan chức khác của Đảng Lao động và Quân đội Triều Tiên cũng đã có bài phát biểu tại sự kiện này, bày tỏ sẵn sàng thực hiện đòn đánh quyết định vào Mỹ một khi nhận được mệnh lệnh của vị lãnh đạo tối cao. Những người tham gia tuần hành liên tục giơ nắm đấm lên cao đoàn người tuần hành và tấm pano mô tả tên lửa Triều Tiên tấn công Nhà Trắng của Mỹ. Người Triều Tiên thể hiện sự quyết tâm chống Mỹ và trung thành với Chủ tịch Kim Jong-un. Ông Ji Yu Bae, một sĩ quan chỉ huy của lực lượng Hồng Vệ Binh, giai cấp nông dân của Đảng Lao động nói rằng Triều Tiên đã sẵn sàng cho cuộc chiến chống Mỹ. Chúng ta sẽ đợi tới khoảnh khắc của trận đánh quyết định để loại bỏ Mỹ đế chế xấu xa khỏi địa cầu KCNA giận lời ông Di nói bằng tiếng Anh. Một khi chỉ huy tối cao Kim Jong-un ra lệch, chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ khiêu khích bằng những vũ khí của cách mạng ông nhấn mạnh. Có mặt tại quảng trường Kim Nhật Thành, ở trung tâm Bình Nhưỡng, hàng chục nghìn người Triều Tiên cùng hô vang khẩu hiệu thể hiện lòng trung thành với đất nước và sự căm thù Mỹ. Đám đông tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành lắng nghe bài phát biểu của quan chức triều tiên nhắm tới nước mỹ và tổng thống donald trump tham dự buổi tuần hành còn có rất đông quân nhân triều tiên bên cạnh đó là những công nhân viên chức học sinh sinh viên và cư dân thủ đô theo hạng thông tấn triều tiên kcna người biểu tình mang theo biểu ngữ với dòng chữ dứt khoát trả thù và cái chết cho đế quốc mỹ nhiều quan chức khác của đảng lao động và quân đội triều tiên cũng đã có bài phát biểu tại sự kiện này bày tỏ sẵn sàng thực hiện đòn đánh quyết định vào mỹ một khi nhận được mệnh lệnh của vị lãnh đạo tối cao những người tham gia tuần hành liên tục giơ nắm đấm lên cao đoàn người tuần hành và tấm pano mô tả tên lửa triều tiên tấn công nhà trắng của mỹ người triều tiên thể hiện sự quyết tâm chống mỹ và trung thành với chủ tịch kim jong un Ông Ji Yu-bae, một sĩ quan chỉ huy của lực lượng Hồng vệ binh giai cấp nông dân của Đảng Lao Động, nói rằng Triều Tiên đã sẵn sàng cho cuộc chiến chống Mỹ. Chúng ta sẽ đợi tới khoảnh khắc của trận đánh quyết định để loại bỏ Mỹ. Đế chế xấu xa khỏi địa cầu KCNA dẫn lời ông Ji nói bằng tiếng Anh. Một khi chỉ huy tối cao Kim Jong-un ra lệnh, chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ khiêu khích bằng những vũ khí của cách mạng ông nhấn mạnh.